Sau đây là kết quả xổ số Bến Tre thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 5. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 1, 0. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2983, 4966, 1245. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4906. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 61819, 76057, 48322, 45012, 98150, 50390, 69324. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 15151, 00298. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 91958. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05331. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 1, 3, 7, 9, 2, 2. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 1, 3, 7, 9, 2, 2.